Vâng, và thứ bảy lại lên. Hoàng xin chào mọi người. Và đây là cách để làm lên những viên hạt chuỗi bi để đeo tay. Ồ, và đây là cách mà Hoàng sẽ chia sẻ ngay sau đây. Xin mời mọi người cùng theo dõi. Vâng, việc đầu tiên chúng ta là cắt phôi. Tất nhiên rồi, khi chúng ta cắt phôi tạo hình là một trong những cái viên vuông. Hoặc đầu là vuông, sau đó chúng ta cắt góc 8 cạnh để chúng ta vo tròn. Vo tròn để chúng ta gia phôi xong sau đó là đây là một trong những cái viên mà Hoàng cắt vuông. Đây là gỗ hoa thạch. Còn đây là thạch anh thưa mọi người. Khi chúng ta cắt vuông thành hình, sau đó chúng ta vo tròn tương đối. Vo tròn tương đối thì sau đó chúng ta sẽ có một cái mũi khoang để chúng ta vo định hình, để chúng ta vo thật tròn. Vo thật tròn thì sau khi chúng ta vo tròn thì chúng ta sẽ khoang. Mà khoang thì nó có một cái bàn khoang để chúng ta định hình cái viên chuỗi để chúng ta xiết lại, để chúng ta lật qua lật lại. Đó, đây là trục khoang đồng tâm. Khi chúng ta khoang nữa viên chuỗi là chúng ta sẽ lật vào phần tiếp theo để chúng ta khoang cho lũng, chứ không được khoang một lúc để lũng luôn thì nó sẽ bể mặt đáy thưa mọi người. Vâng, và cách thì rất nhiều thưa mọi người. Có người thì độ chế ra những cái máy để chúng ta làm thủ công. Có những người thì người ta đầu tư một cái dàn máy thật là hiện đại để chúng ta khoang, và cũng như trà chuỗi VBNB để chúng ta làm trên những cái hệ thống rất là hiện đại. Còn đây là cách thủ công để chúng ta khoang. Thì tất nhiên rồi, mũi khoang thì mũi khoang 0 chấm hoặc là mũi khoang 2.5 để chúng ta khoang, để lấy cái lỗ để chúng ta khoang dây. Thì đó là cách quy trình như thế. Và đây là cách xiết. Đó, khoang này là xiết, xiết để định hình, lật bề này và bề kia để chúng ta có một lỗ khoang tuyệt đối, thẳng và chính xác. Vâng, và tiếp đến thì chúng ta sẽ làm những cái khâu để đánh bóng vo. Đây là cách vo thủ công thưa mọi người. Đây cũng chúng ta cũng có thể làm tại nhà, cũng như độ chế máy để làm cho quá trình chúng ta đỡ chi phí, cũng như những cái dàn máy đắt đỏ trên thị trường. Thì đây chúng ta làm thủ công. Và sau khi chúng ta khoan xong, và chúng ta sẽ đo bằng thước kẹp để nó đều viên với nhau, 14 ly hoặc 20 ly hoặc là 10 ly, 8 ly vân vân. Và đây là cách để chúng ta khoan xong, để chúng ta bỏ vào nồi rung. Khi nồi rung xong thì chúng ta cần những cái hóa chất, cũng như những cái viên su để chúng ta đánh bóng cho viên chuỗi. Cũng có một cái hợp chất nước để chúng ta đánh bóng. Và đây là quá trình xong và lên dây bóng như thế này thưa mọi người. Vâng, và cách chia sẻ đơn giản của Hoàng là như vậy. Chúc mọi người xem video sẽ làm được và thành công như ý. Và tiếp đến, như mọi người đã nhìn thấy trên màn hình, đây là một quá trình để chúng ta cắt da phôi của viên bi cầu. Chúng ta cắt bi cầu làm sao để tạo hình cho nó tương đối tròn, có hình tròn, để chúng ta dùng một cái lưỡi, cái mũi ở trên thị trường bán, hoặc chúng ta độ bằng một cái mũi vòm để chúng ta tương xứng với một viên bi đường kính 20 hoặc là 15 hoặc là 10, tùy là những cái thế đá để chúng ta làm đủ cái đường kính như thế nào. Và đây là cách để chúng ta vo cho tròn bằng một cái mũi hợp kim để chúng ta độ vòm. Và đây là cách để thoa cho nó đều trên phẳng mặt đá, đến khi nào chúng ta cảm thấy nó vừa vặn và tròn tuyệt đối thì sau đó chúng ta mới đưa ra để tiếp tục khâu đánh bóng. Vâng, và đây cũng là một cách mà Hoàng chia sẻ đơn giản và thủ công, ai cũng có thể làm được thưa mọi người. Sau khi chúng ta đã phôi tròn định hình, và đây là bước tiếp theo để chúng ta đánh bóng. Cũng như tất cả các loại đá khác thì đầu tiên đó là một nỉ 50 để chúng ta vo để đi hết những vết sót của vết cắt. Thì đây là trong một trong những cách để chúng ta vo tròn, để chúng ta độ lên một cái nỉ bát ở nốt xốp để chúng ta quét cho một lỗ tròn, dán nỉ 50 vào cho tất đều để chúng ta xoay. Và nước, tất nhiên phải cho nước vào để xoay cho nó có độ trơn, và nó sẽ tạo ra một cái hình tròn tuyệt đối. Và trong khi chúng ta vo nỉ 50 xong, để kiểm tra những vết sót khi đã sạch
và chúng ta sẽ lên tiếp nỉ 300, 500, 800, 1.500, 3.000 cũng như những lần trước Hoàng chia sẻ. Và điểm lưu ý cho Hoàng rằng khi chúng ta xoay nỉ 50 thì phải căn chỉnh cho thật là tuyệt đối, tròn tuyệt đối, và tất nhiên là phải hết những cái vết sót, sau đó chúng ta mới nhảy nỉ 300 thưa mọi người. Và đây là một viên bi cầu thạch anh trắng thưa mọi người. Đó, độ trong cũng tương đối là cao. Và đây khi lên nỉ 3.000 thì nó sẽ cho ra một cái độ bóng như thế này thưa mọi người, mà độ lán là tuyệt đối rồi, thì chúng ta không thể căn chỉnh nữa mà chỉ có lên bóng mà thôi. Và yêu cầu rằng cổ tay chúng ta phải dẻo để xoay trên viên đá, để cho không có một vết gờ gặn hoặc tạo một vết tì nào hết. Đó. Và tất nhiên phải có kinh nghiệm để chúng ta nhìn nhiều và làm nhiều mới cho ra những viên bi tuyệt đối và đẹp thưa mọi người. Vâng, và đây là một chiếc máy độ ba đầu, cũng là một nước cuối cùng của 3.000 để lên một viên bi tròn tuyệt đối và bóng đẹp. Vâng, nó sẽ trông như thế này thưa mọi người. Và chúc mọi người xem video vui vẻ. Rất mong video Hoàng chia sẻ sẽ rất có ích đến mọi người, và chúc mọi người sẽ làm thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.